Tản mạn về vọng tưởng. Sáng nay khi tôi đi ngoài đường, tôi nhìn thấy những em học sinh mù đang dùng cây dò đường đi. Trong lòng tôi chợt tự liên tưởng đến bản thân và tự hỏi, tại sao tôi lại vọng tưởng nhiều như vậy? Người mù họ có vọng tưởng hay không? Và tôi chợt thấy tôi thua những người mù quá nhiều. Vì tôi còn đôi mắt nên hàng ngày nhìn tất cả những sự vật hiện tượng rồi thâu nạp vô não, từ đó sanh ra những vọng tưởng điên đảo. Và tôi cũng liên tưởng đến những người điếc. Vì họ không nghe nên họ không thể khởi vọng tưởng về tai. Do vậy, tuy tôi được thân thể toàn vẹn nhưng vẫn thua các người mù, người điếc. Tôi dùng chính thuận duyên của tôi tự biến mình thành nghịch duyên. Nên khi tu tập, toàn cho tâm đi chơi lung tung, không toàn tâm, toàn ý. Trước đây tôi có nghe nói một câu rất hay: hãy tu như người mù, người điếc thì sẽ nhanh chóng đạt được đạo quả. Lúc đó tôi không hiểu và cũng không chịu tìm hiểu căn nguyên. Nhưng sáng nay tôi thấy các em học sinh, lòng tôi chợt bừng sáng. Thì ra khi tu thì giảm nghe, giảm thấy, lúc đó vọng tưởng ác không còn, tâm chỉ chuyên nhất, không tán loạn. Như vậy có lẽ sẽ rất nhanh đạt nhất tâm bất loạn. Nếu như niệm Phật hoặc một niệm không khởi, nếu như ngồi thiền hoặc tụng kinh, đọc chú. Xong tôi chợt nhận ra những gì mà Đức Phật trao dạy, thực ra con người chúng ta vốn dĩ đã có sẵn, chỉ là thiếu sử dụng công hàng ngày, nên mãi vẫn trôi lăn, chìm trong đau khổ. Vài dòng tản mạn đầu ngày, xin kính chúc tất cả các bạn được một ngày thân tâm an lạc, pháp thể khinh an. Om ha ha ha, Om Sam Mô Ni So ha.